afraid of you. Now you set my soul on fire. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chơi về thằng là Lisa với cái phụ kiện có tên là tiến hóa, phụ kiện vàng. Và nếu mà nhìn chung thì cái phụ kiện vàng này nó sẽ hợp với cái trang phục limited. Nhưng mà tạm thời không có, nên là chơi trang phục xương sáo, sáo xương, đúng không? Với những cái hiệu ứng rất là 18 cộng. Đấy, liếm đó. Và cho sủi vồ lên ghế, xuất hiện ra một con gì, con nó gọi là con rồng hay con rắn nữa, mình cũng định nghĩa nổi nữa, mất nhận thức về động vật rồi. Vô thì thấy có bạn cao bồi nói là Pratit thì thì đứa nào cũng Pratit như nhau thôi. Đó, quan trọng là tịt như thế nào, đúng không? Chứ đừng có tịt cho đường cùng là mệt nha. Hay quá. Mọi người để ý cái phần chém của mình, nó sẽ có hiệu ứng chém. Và dưới chân đi ấy, sẽ có những cái miếng băng nó trồi lên, nhìn cũng là hay. Trong cái map này là tôi phải mang rào cửa sổ đó, với phấn khích đó, tránh cái việc đập ván với cả móc của cao bồi. Thôi rào đi. Ok, thằng lằn mà chuyên jump scare thế kiểu này, cứ nhảy nửa vời xong rồi dừng xuống, bắt đầu lại đây đây lên biếm biếm này. Rồi lên ghế đi, hôm nay đỡ lag này. Trời ơi, đêm ui đấy, con rắn đúng không? Đêm qua mình mượn nick của bạn đâu rồi, Hanel Relay. Nhưng mà lá quá, nhưng hôm nay mượn chơi lại. Mấy má này liều lắm. Ok, quá đẹp, full chiêu. Chạy hết ở đây rồi, ai máy ai sửa. À, đúng là có tù nhân. Một mình tù nhân thì có thể làm được nhiều thứ lắm. Nhưng mà mình có cảm giác như là khi mà xách bóng kiểu này thì thấy nó cứ bị lâu lâu ấy, nên là trông hơi khoai. ui không có được, nhảy rất là giáo án ấy. Nhưng mà cái này là giáo án của những cái người mà ngoài đường nha. Hay thiệt đấy, tôi chơi Hunter tôi toàn gặp mấy cái bạn fly rất là hay. Khổ cái gặp mấy má cùng team The Survival fly giống như là cháu chợ vậy đó. Ok, 4 máy full chiêu, bắt được một người bay, một người lên ghế, quá đẹp. 10 điểm quý vị ơi. Cái skin này nhìn con thằn lằn giống như là đúng kiểu dưới địa ngục lên, sừng thì cong cong. Rồi bạn nào mà nhìn cái lỗ thấy khoai khoai thì thôi cảm giác che màn hình lại nhá. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Đã hiêu nhau rồi đấy. Khổ. Sở ra là hiêu. Yo. Hey. Hay quá. Nhầm. Để em lồng tiếng cho cái phụ kiện này chứ. Trời ơi, phụ kiện gì mà liếm kinh khủng. Không lâu có xem bài của bạn nào cũng có thấy xách bóng bằng đuôi hoặc là cõng trên lưng. Game này say no nha, bớt cute lại nha. Nó cứ kiểu xách bóng theo kiểu lôi một tay này nhìn. Giống như là sau này mà con Hunter nào mà có cái phụ kiện vàng tương tự vậy thì cũng sẽ như thế đó. Hay quá. Xuất sắc. Tù nhân bên kia. Máy rung dữ luôn á. Ôi. Thừa vườn lại đi cứu à.
Ui, sao mà liều thế cơ chứ? Cổ. Chào bạn. Mà mùa mới nó hay rơi vào thứ năm nên là đôi khi mình cứ ở trong tài khoản của bạn này bạn kia mình chơi, nhiều khi chơi thua nhiều nha. Cái này là không có giấu được, tại vì có nhiều cha, ví dụ mấy cái cha mà kiểu khó khó, chẳng hạn mai mốt bạn nào có phụ kiện cao bồi ấy, có thì inbox cho mình mượn nhé. Đấy, bạn nào mà có phụ kiện cao bồi đấy, cái cha đó là cũng rất là hỏi chấm nha. Nên là trước mắt tinh thần thì cũng Brad tịt đó, là cái con cao bồi, con đánh bóng, con tiền đạo, mấy con nó là tịt vô ngòi luôn đó má. Ui, nó nổ máy. Nãy còn 3 ấy. Đấy, mọi người thấy không? Khổ ghê cơ chứ. Sửa máy đúng nhanh luôn. Đi sao bên kia bắt ở vườn kìa. Sửa máy gì mà kinh khủng luôn. Đúng kiểu game này không biết là mình lỗi chỗ nào, nhưng mà mình thấy bắt người cũng được mà đâu có nỗi đâu, mà sửa máy thì thôi rồi luôn. Đúng là game này sinh ra dành cho survival mà. Đấy, lâu lâu cái lưng xịt khói ra, đúng không? Cái phụ kiện này nhìn cứ giống như là DNA đó. Bạn nào học sinh học ARN gì đó thì chắc cũng hiểu ha. Trời ơi, ám ảnh. Không hiểu ra cuộc đời em bị đẩy vô khối A với khối B. Có hiểu gì đâu. Cái sự tích cô bị đét thì đã ẩn hiện hết trong ký ức. Ghi vô cell vô memory. Ở cái ván này mà trúng. Tự nhiên cái game gủng chơi kiểu gì chả biết mình lỗi chỗ nào. Sửa máy đúng nhanh luôn. Bạn tợ vừa này cứ kiểu bắt được hướng mình nhảy rất là hay nha. Tài đấy, nói chung là tài đấy. Thôi, chê, sang kia bắt tù nhân. Nguồn cơn của tội ác. Tụi bay ấy, tụi bay là tụi bay đè nhau máy là tụi bay sửa. Nhanh quá trời, thật sự luôn. Đầu game thì bắt ai đụng ai bắt người đó thôi. Nhưng mà mấy cái đứa decoder là mấy cái đứa chính nổ máy đó. Rồi chết đi. Dừa. Ta đang dắt vàng những bật giật điện. Cũng dừa. Sửa máy nhanh quá. Bà kia chắc mà cần thoát rồi quá. Đẹp ha mọi người. Đẹp dã man luôn á. Phụ kiện này đẹp. Nhưng mà bạn nào ra thì vui nha. Chứ mình ra mình cũng vui đó. Nhưng mình không có chơi. Cổng mở rồi kìa. Chán ghê. Máy sửa nhanh kinh khủng luôn. Và mọi người đừng chuyển kênh nhé. Mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem nha. Bạn nào có phụ kiện cao bồi thì inbox cho mình mượn nha mọi người. Trời ơi, nói chuyện giống y như kiểu sắp hết clip vậy đấy. Nhưng mà còn clip nhá. Mọi người yên tâm. Thôi ơi, sao ấn hoài tiếp tục được vậy? Rồi mình quay trở lại trận đấu thứ hai với map nhà thờ đỏ, ngôi nhà của mọi hunter đó. Ôi. Ê, nói chứ nhìn cái bước chân của nó có mấy cái miếng băng nó nhồi nhồi lên nhìn ghê quá thật sự luôn á. Ai đây? Á, à, bác sĩ. Trời ơi, 10 điểm. Trời ơi, trận này thua cũng được nha. Nhưng mà con bác sĩ nó phải chết. Trời ơi, búp cũ nữa. Đẹp ghê. Thôi búp. Ủa gì vậy trời, lại nhắm gì vậy trời. Yeah. Hiêu hả bà. Sao mà cái lúc tôi chơi là bắt đầu nhắn tin. Ồ ghê chị đó. Xin phép reboot nha. Chào bạn. Đỡ sao được. Rồi.
Trời ơi, sách bóng survival mà giống như trà nồi, trà nèo vậy đó. Sách mà lau lau lết lết chùi chùi. Bạn nào mà có trang phục limited mà vàng đợt đầu của thằng lằn Lisa đấy, pha lê đó, thì mọi người có cái phụ kiện này kết hợp sẽ hợp hơn, đúng không? Cái skin đó là công nhận skin cũng lâu đời, lâu kiếp rồi. Ở cái thời đỉnh cao của bé Hoan. Ok. Rồi, quá đẹp luôn. Chém đúng bác sĩ là đẹp lắm rồi. Beautiful rồi. Một cú chém phải gọi là stunning đó. Rồi, choáng ngợp đó. Trời ơi. Ủa, hình như cái ông cao bồi là ông cao bồi trận nãy đúng không? Reboot nha. Chơi hay cỡ tôi đó. Nên là xứng đáng được 10 điểm. Rất là khuyến khích những cái móc như thế này. Nhanh nhanh vô đi, ủi cái máy gì mà nổ khiếp vậy trời. Hay. Quá giỏi. Riêng bà bác sĩ mà các bạn thấy á, nếu mà không có bắt nó luôn á thì thật sự game sẽ rất là khó. Bắt nó đâu dễ đâu. Giờ nó cứ hở tí là làm đủ thứ cho. Đi ra kia, cứ đứng lởn vởn. Ôi giời. Đấy, lại bắt đầu ra hiêu bác sĩ kìa. Ôi giời ơi, hiêu nhanh thế. Bây giờ bác sĩ là nó sẽ thuộc cái dạng là hiêu cực kỳ nhanh, đúng không? Hiêu đầu cho đồng đội tăng 40%. Đồng thời là nếu mà trị thương cho nó mà bị ngắt lúc mà đang nửa vời đấy, thì mọi người có thể thấy là thật sự nó sẽ được heal tiếp theo. Hay quá. Rồi, có một con bác sĩ thôi mà làm gì 3-4 người đã cover. Ui dồi, may chưa ấn pling. Này. Đây. Đây. Rồi, 3 tờ giấy. Rồi. Đây, giờ em dùng luôn cái phấn tốc biến đi. Đang để dành không dùng. Đây, ăn đi. Khổ. Hôm nay đi đường xa về 2 tiếng hồ ngồi xe máy banh háng này. Trời ơi, tôi nói thiệt mọi người luôn. Nó mỏi cái chân dã man luôn. Ui giời. Này, xuống đi, nằm ôm đầu đi. Đuổi có một mình bác sĩ này, khiếp mấy ông bà này. Đây, ăn luôn đi. Đi ra kia. Khổ. Trời ơi, ngồi xe 2 tiếng đồng hồ, ngồi banh. Ây, mình cứ tưởng hết tia, hết cú rồi, mình không nhảy. Bình thường cái lau kiếm là đã thấy liếm liếm rồi. Mà bây giờ đeo phụ kiện này vô còn liếm dữ nữa. Mọi người coi nè. Khiếp quá đi. Kinh thật đi. Kiểu giống như là trong cái tuần này là mình không có vô được đích mình chơi luôn. Tại vì cái thời gian này đang review rất là nhiều. Và cũng như là cảm ơn mọi người đã cho mình mượn những cái bộ trang phục cũng như là phụ kiện. Đấy. Khi mà mình được trải nghiệm thế này, cảm giác một phần giống y như là nick của mình vậy đó. Chơi sướng cái thân gì đâu á. Đã, nói chung là cũng đã. Đấy, cái thứ hai nữa là những cái bạn khác có thể xem những cái nguồn khác. Nhưng mà như tôi là xem của tôi bởi vì tôi nói Việt Nam y. Nó xàm, nó xí. Nói không kiểm soát đó. No control đó. Trời ơi, nguyên con rắn mà lè lên. Sao? Giờ em muốn sao? Em bé sục. Khéo khéo mình sẽ đổi sang cắm mắt nha. Cho mấy má này tự ngẫm lại cuộc đời mình thông qua đôi mắt tương lai đi. Tự heal đúng không? Đâu vô cứu được.
bây giờ là cũng đang vào mùa mưa rồi, nắng mưa thất thường. Rồi mọi người thấy thêm phụ kiện băng này vô nữa là cảm giác mát. Mà không biết chơi nha. Không biết chơi. Sorry, the old Taylor can't come to the fore right now. Có cú chưa? Cái ghế, à mà hên quá. Rồi quá đẹp. Có tưởng được liếm nữa chứ. Mấy ông bà. Và mình sẽ kết thúc video clip đây nha mọi người. Hẹn là mọi người vào video sau. Rồi đánh giá sơ bộ cái phụ kiện này. Có cái lẻm rất là hay, rất là ngon thơm bổ rẻ. Bye bye mọi người nha.